Hương TV thân ái chào quý vị và các bạn đang xem chuyên mục Bếp Mẹ Bỉ Sữa. Làm sao để bữa cơm gia đình của chúng ta luôn phong phú, ngon miệng, ấm áp, với cái thông điệp bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, Mai Rừng mong muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn những món ăn hết sức dân dã, bình thường trong bữa cơm gia đình của Việt Nam chúng ta. Mời quý vị và các bạn đến với món ăn của ngày hôm nay. Cũng như nhiều loại cây cỏ khác, ngoài chức năng làm thực phẩm giàu dinh dưỡng, hoa thiên lý có nhiều tác dụng không ngờ. Đông y cho rằng hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình với công năng giải nhiệt, chống run sảy, còn là vị thuốc có công hiệu an thần, tư bổ tâm, giúp ngủ ngon giấc. Hoa thiên lý nấu lẩu mắm, nấu canh chua hay xào thịt bò đều là những món ăn ngon miệng và rất tốt trong những ngày nắng nóng. Hôm nay Bếp Mẹ Bỉm Sữa chia sẻ đến quý vị và các bạn một món ăn hết sức ngon từ hoa thiên lý, đó là hoa thiên lý xào thịt bò. Bữa cơm gia đình sẽ ngon miệng hơn khi mình thay đổi món ăn mỗi ngày. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món hoa thiên lý xào thịt bò gồm có 200g hoa thiên lý. Mình lựa hoa thiên lý nó tươi ngon như thế này. 200g thịt bò. Mình sẽ sử dụng khoảng 1 lạng rưỡi thôi, còn 500g để mình nấu thêm một tô canh bó xôi nữa. Một ít tỏi. Và bây giờ mình sẽ lặt hoa thiên lý. Mình sẽ ngâm hoa thiên lý trong một cái thố nước lạnh khoảng 10 phút. Mình lặt những cái cọng nó già già đi đó, mình lấy cái phần non thôi. Rồi những cái bông nào nó bị sâu thì mình cũng loại bỏ luôn. Sau khi mình ngâm 10 phút, mình rửa sạch để ráo. Rồi mình sẽ chần nhẹ qua nước sôi. Khi nước sôi, các bạn nhớ cho vào một ít muối. Để rau của chúng ta sẽ nhanh chín hơn và có màu xanh rất là đẹp mắt. Thái thịt bò xào thì mình cần chú ý mình phải thái mỏng và thái thịt ngang thớ. Cắt thịt bò đúng cách sẽ giúp mình chế biến món ăn nhanh hơn và ăn thịt không có bị dai. Mình sẽ ướp cho thịt bò thấm trước, mình cho vào 3 cái tép tỏi, một ít dầu hào, một muỗng hạt nêm, mình trộn đều lên. Mình cho vào một ít tiêu nữa. Món hoa thiên lý xào thịt bò, mình có thể dùng bơ hoặc có thể dùng dầu ăn. Mình sẽ phi với tỏi cho thơm, sau đó mình sẽ cho bò vào mình xào trước. Hôm nay Mai Rừng ở nhà còn một ít bơ cho nên mình sẽ sử dụng bơ. Mình cho bơ tan chảy ra. Sau đó là mình sẽ cho ít tỏi vào mình phi cho thơm luôn.
Ôi thơm mùi bơ với tỏi quá. Với cái món bò xào hoa thiên lý thì mình nêm rất là nhẹ nhàng, vừa ăn thôi, thậm chí là hơi lạt một chút xíu, để mình còn chấm với nước tương nữa, như vậy món ăn của mình sẽ hấp dẫn hơn. Mình sẽ xào cho thịt bò chín luôn, rồi mình đổ hoa thiên lý vào. Mình xào nhẹ một chút xíu nữa, rồi mình tắt bếp. Các bạn lưu ý đừng có xào kỹ quá nhé, vì hoa thiên lý mình đã trần sơ qua nước sôi rồi. Như vậy Mai Rương vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn, món hoa thiên lý xào thịt bò khá đơn giản, nhưng bữa cơm gia đình của chúng ta sẽ ăn rất là ngon và lạ miệng nữa. Với món hoa thiên lý này, mình có thể ăn trong bữa cơm hoặc có thể trong bữa tiệc nhẹ của gia đình đều rất là tuyệt vời. Giờ Mai Rừng sẽ nấu thêm một tô canh, canh rau bó xôi nấu với thịt bò nữa. Bó xôi mình sẽ rửa sạch rồi mình sẽ cắt khúc như thế này. Cái phần thịt bò hồi nãy Mai Rừng cũng đã chừa lại để mình nấu một tô canh. Mình sẽ phi hành cho thơm. Sau khi hành đã thơm vàng, mình sẽ đổ vào chừng một tô nước thôi. Nồi nước canh đã sôi rồi nè, mình sẽ cho rau bó xôi vào. Chờ nồi canh nó sôi, sau đó mình sẽ nêm gia vị vào đây. Mình nêm một ít bột nêm nè, một ít muối, một ít đường.
Sau khi nước đã sôi trở lại, mình sẽ cho cái chén thịt bò vào. Như vậy là ta đã xong một tô canh. Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương luôn là thông điệp mà mẹ Bỉm Sữa muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Chúc bữa cơm nhà các bạn luôn ngon miệng. Xin chào!